Rồi, đây, ngồi vô ghế đi bạn ơi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi. Xin chào hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nha. Mời em trai giới thiệu trước nè. Chào chị Cát Tường, chào người bạn bên kia và chào toàn quý vị khán giả. Dạ em tên là Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1985, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì đang sinh sống tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em đang làm công việc gì? Dạ trước kia thì em làm kế toán 2 năm, mà sau đó em thấy bên kinh doanh nó có thu nhập với tự do hơn thì em đang bán quần áo. À, mình kinh doanh cho người ta hay là mình kinh doanh cho mình? Dạ em tự bán cho em. Tự bán, mình bán có shop, có tiệm hay bán trên mạng? Dạ em bán ở ngoài chợ chị. Bán ở ngoài chợ. Dạ. Ồ, giỏi dữ vậy. Dạ thuê ngoài chợ bán. Trực tiếp mình tự bán luôn. Dạ. Vậy là cũng phải là nhanh miệng mồm dữ lắm, phải rao mời bán đồ dữ lắm phải không? Dạ cũng có sơ sơ. Đầu ví dụ giờ sáng sớm em thấy là khách ta đang đi qua đi lại nè, giờ em mời khách mua đồ em mời sao nè? Dạ chị, em mời chị là dễ thương mua giùm em mấy bộ đồ. Trời ơi, sáng sớm mà ông mời kiểu đó sao ta mua? Mời phải sốt sắng lên chứ. Chúc em mùa mai bán đắt nha. Dạ. Vậy là mình kinh doanh 2 năm nay rồi phải không? Dạ cũng 4 năm. 4 5 năm rồi. À, làm kế toán 2 năm rồi mình bỏ ra mình kinh doanh quần áo này là 4 5 năm. Dạ. Dạ, thu nhập ổn định không em? Đỡ không? Làm ăn đỡ không? Dạ nói chung là nó cũng ổn định. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên kia, chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa. Em sinh năm 1984. Em đang công tác tại khoa sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. À, 84, bên đây 85. Rồi, là bên đây nhỏ, bên đây 1 tuổi. À, sao em, bạn gái mình lớn hơn mình 1 tuổi, dạ, em thấy cái sao? đó thì lớn hơn thì cũng không quan trọng gì, mà quan trọng là tính cách mình hợp nhau là được. Chị nghĩ cái đó không quan trọng, mà giờ quan trọng là bây giờ nè, một người ở Bà Rịa Vũng Tàu, người ở thành phố Hồ Chí Minh nè, giờ nếu yêu nhau thì hẹn hò rồi sao, mình như thế nào đây, em định sao? Thì cũng như là cứ cuối tuần đó em lên thành phố. Cuối tuần lên thành phố là ai bán áo quần áo? Dạ em cũng lên đây em lấy hàng mà chị. À, lấy hàng sẵn tranh thủ thăm bạn gái luôn. Dạ. Một tuần em đi lấy hàng một lần hả? Dạ thường thường thì 2 tuần, nhưng mà có bạn gái thì 1 tuần đi cũng được. Hay đó, chịu là vậy đó. Lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là có tình có tâm. Thế còn em, cụ thể công việc của em là như thế nào? À, dạ công việc của em thì em sẽ phải đi trực một tuần, thì thường em phải trực 2 đêm. Nhưng mà cụ thể công việc của em là làm gì? Dạ em chăm sóc mấy bé sơ sinh đó, những bé chăm mà sóc. Sinh nó có vấn đề về sức khỏe chưa có thể theo mẹ được. À, là em chăm sóc trẻ sơ sinh. Dạ. Y như con gái hồi xưa lúc sinh ra là nó không phải nằm trong lồng kính, nó bị gì hô hấp á. Dạ đúng rồi. Là em chăm sóc những bé dạ, như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, vất vả lắm không em, cực lắm không? À, dạ công việc của em thì cực và nhiều áp lực. Ừ, quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Củ Chi. Quê Củ Chi. Dạ hiện tại thì em đang làm và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em nói lớn xíu cho bạn trai nghe nha, em nghe được không? Dạ nghe được chị. Nghe được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em là thật thà, chăm chỉ trong công việc. Ừ. Dạ em thích nấu ăn. Ừ. Còn điểm yếu của em là em rất là sợ đám đông rụt rè. Ừ, hơi nhát phải không? Dạ. Bởi vậy mới cần nhờ tới chị Tường đúng không? Dạ. Rồi, thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, nói chung là ưu điểm của em là không hút thuốc, sống tự lập, vui vẻ, hòa đồng, tính tình hiền lành, thật thà. Điểm yếu? Còn điểm yếu thì nói chung là ít nói, nhóc gớ. Nhóc gớ. Hả? Nhóc gái? Dạ. Hai bạn này cùng nhát hết rồi, rủi không có tôi ngồi đây, không biết hai bạn nó có nói chuyện được với nhau không à. Tình trường sao cưng? Mấy mối tình à? Tình trường thì em có 2 mối tình. Một mối tình đầu yêu đơn phương cấp 3. Yêu đơn phương bao lâu? Dạ, cũng 2 năm. Yêu chị lâu vậy rồi người ta biết em yêu người ta không? Dạ cũng có rồi, có mà cũng tỏ tình mà người ta họ lánh mặt họ đi miết rồi cái thôi luôn, mà tới 2 năm. Dạ rồi còn một mối tình chính thức thì cũng thời sinh viên á, học 3 năm thì cũng có quen người. À. Nhưng mà sau đó khi em ra trường á, em vô Sài Gòn em làm thì sao mặt cách lòng người ta chia tay đi lấy chồng. Trời ơi, rồi từ đó đến nay sao ế? Dạ từ đó tới nay thì em cũng lo đi làm biết dư. Thời gian của em là em làm là từ thứ ba cho tới chủ nhật, còn em chỉ nghỉ là nghỉ ngày thứ hai. Lý do sao là mình nghỉ ngày thứ hai? Dạ do là buôn bán là cái ngày thứ bảy chủ nhật là nó đắt. Bán được nhất. Ừ. Thì em hơi bán, còn ví dụ thứ hai đó là người ta đi chợ ít thì bán ế thì à, nghỉ một ngày. Nghỉ ngày với là đi lấy hàng. Dạ cái ngày đó đi lấy hàng hoặc đi thư giãn nữa. À đi lấy hàng đi thư giãn ngày thứ hai, rồi rủi cái ngày đó bạn gái trực rồi làm sao? Dạ nếu mà muốn có vợ thì bây giờ mình với
hy sinh cái thời gian của mình. Dễ thương quá. Hy sinh là ảnh hưởng đến kinh tế đó nha. Kinh tế bây giờ muốn có vợ, muốn có gia đình rồi phải hy sinh như bây giờ biết nhưng sao. Nhưng mà giờ làm bao nhiêu năm kinh doanh buôn bán rồi, có dành dụm được đồng bạc nào để lấy vợ chưa? Dạ có rồi chứ. Có, tiền ai cất, em cất hay mẹ cất? Dạ tiền thì bây giờ em cho em của em nó mượn, nó mua đất với gửi ít cho mẹ. Trời ơi, cho em mượn mua đất rồi mới mốt là lấy vợ rồi lấy đâu mình mua đất? Thì bây giờ hô là nó có nó đưa thôi chứ. Hô là nó có, rủi bây giờ hô mà nó không có rồi sao? Rồi sao lấy vợ? Giờ cái hô mà thì... nó hẹn, bây giờ mình muốn lấy vợ liền nè. Mà bây giờ mình hô nó nói năm sau nó mới trả rồi, mình phải đợi tới năm sau mới lấy vợ hả? Cái đó là dễ mà. Chứ mẹ cũng cho là một lô đất có 1 hecta trồng đẩy. Có lô đất hecta nữa. 4 năm rồi tới giờ thu hoạch ra. 4 năm trồng rồi giờ thu hoạch, rẫy ai làm? Thì em làm. Em làm rẫy luôn, vừa buôn bán quần áo vừa làm rẫy luôn. Dạ thì cũng như làm keo á, thì bây giờ mình trồng nó là 4 năm mình bỏ. Trời mướn ơi, người ta phớt rồi mình thu hoạch thôi. Ủa mà vậy sao ế? Dạ bây giờ thì công việc. Trời ơi, công việc ổn định nè, có rẫy có đất nè, sao không có bạn gái? Cái duyên. Cái duyên gì? Duyên gì mà duyên? Nói chung là em đi, ví dụ em cũng có tìm hiểu, nhưng mà khi em đi với người ta đó, em tới em uống cà phê với người ta là em đi xe cùi bắp. Đi xe cùi bắp? Dạ. Xe gì? Xe cùi bắp là xe gì? Xe riêng, xe chở hàng đi á. Ủa rồi thì rồi sao? Rồi người ta chê? Người ta chê, người ta gặp lần đầu, cái lần sau người ta họ thấy nghĩ là họ đánh giá bên ngoài không có gì người ta. Mà sao em có tiền mà sao em không sắm chiếc xe xịn xịn chút để đi cô gái cho nó dễ? Nhưng em cũng có một chiếc xe ở nhà bỏ ở quê, nhưng mà một mình làm sao mà đi tới 2 cây. Bỏ ở quê nào? Quê ở đâu? Ở Quảng Ngãi. Mà xe Quảng Ngãi là xe gì? Dạ xe tay ga mà xe Novo 5 á chị. Ủa sao không đem xe đó vô đây rồi để đi cho cô gái? Trời ơi thiệt tình luôn á. Rồi mình có nói với bạn gái là em đi đỡ xe này đi chứ anh có xe xịn nên để ngoài quê không? Không. Chơi cũng chơi thử lòng nhau nữa, thời buổi này mà còn thử lòng nhau chi mệt ghê luôn vậy đó. Còn bạn gái này, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có quen nhưng mà em chưa có thấy được sự đồng cảm á, cho nên là em chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Trời đất ơi, chưa có một mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Từ đó đến giờ luôn. Dạ. Rồi mình vậy mình có được hôn nhau chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi, phải gặp các tường sớm chứ, phí tuổi xuân quá vậy em. Bây giờ phải yêu nha, nay phải yêu. Cưới hay không chưa cần biết, chỉ cần cảm thấy hợp, mình rung động, mình thấy đối tượng này tốt thì mình phải cho mình cơ hội yêu đương. Tại trong tình yêu nó có những cái nó đẹp lắm, nó làm cho con người mình trẻ trung hơn, nó vui vẻ hơn. Hôm nay phải có mối tình nha. Nha. Dạ thì phải xem. Thì phải, tôi nói anh này được, thật thà chất phác, mặt mày cũng hiền lành, có xe cất ở quê, có xe cất ở quê, có tiền cho bạn em trai mượn nữa, có đất có đai, ổn định rồi, chị thấy được rồi. Quan trọng là người ta biết tự lực, ta tự lập, ta biết kinh doanh. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ nói chung là người đàn ông của gia đình, biết chia sẻ công việc với gia đình. Rồi. Người đó sống có trách nhiệm, sống tình cảm. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên. Ồ, mà bao luôn này, cao mét nhiêu em? Dạ 1m8 gì. 1m8 lần. Được không cưng? Không có mập, không có bụng bự. Không hề luôn. Rồi gì nữa? Dạ không có xăm mình. Không, anh này không có đâu. Có xăm mình không em? Thì có xăm sơ sơ. Xăm gì vậy? Chụp kính. Chụp kính. Chụp kính hả? Chữ nhẫn. À nhẫn, được. Có một chữ nhẫn thôi phải không? Dạ. Có xăm cái chữ nhẫn được không em? Ra đời kinh doanh bôn ba từ nhỏ, phải nhắc nhở mình phải luôn luôn nhẫn nhục. Được. Khi nào xăm cọp beo gì mình mới ghê, xăm chữ nhẫn được. Nha. Mai mốt đừng có xăm thêm bên kia chữ tâm nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ nói chung thì muốn tìm người vợ thì nói chung hiền lành thật thà. Hiền lành thật thà. Gì nữa? Cái cao từ 1m58 nữa lên. Em cao mét nhiêu em gái? Dạ em 1m54. 1m54 được không? Mang dài lên thì cũng được 1m6 rồi. Dạ 54 thì cũng được. Được rồi ha. Có tiêu chuẩn gì nữa không? Có không thích cái gì ở bạn gái không? Dạ không thích bạn gái là ví dụ như ăn mặc lè lẹt, tóc xanh tóc đỏ, cồm rồm. Hả? Biết cồm rồm á? Cồm rồm, à càm ràm á. Càm ràm. Không biết có càm ràm không, chứ còn bên đây thì không có mắt xanh mắt đỏ gì đâu. Bên đây ta bác sĩ và làm trong môi trường y mà. Rồi em nhìn đi, có cô gái ấy trong hình đó đó, em lựa chọn thử coi cổ là ai. Trời sao đưa hình mờ căm vậy ông, rồi sao tôi nhìn? Hình này chụp năm nào? Dạ, 3-4 năm. Hồi sinh viên á. Trời ơi, hồi sinh viên. Bây giờ Facebook nó bị bắn hàng lên mạng, nó bị hack, nó mất.
thôi ráng nhìn đỡ đi. Ảnh đâu chỉ đại đi chứ bây giờ hình vậy mà sao người ta nhận ra được. Rồi giờ chọn coi cô gái ấy là cô nào. Mét 54. Mét 54. Cái này. Đâu, ai đâu? Đây. Rồi thích cô đó phải không? Giữ cô đó đi, chút tôi gả cho. Nhận ra anh đó không? Chứ chị là không nhận ra rồi đó. Sao chọn anh đó vậy? Tại chị cái này đứng nhìn thấy cao. Hay. Rồi vậy nha, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào cái trái tim này ha. Vậy tôi sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem là cái sự nhận xét của mình, cái sự cảm nhận của mình hôm nay đúng hay không nha. Xin mời hai bạn. Hay. Rồi em gái trước đi. Em nghĩ mình đoán đúng hay sai? Mình đoán sai đây. Đâu đâu hỏi ảnh đi chứ chị cũng không biết luôn á. Anh là người nào? Anh nào? Người này. Dạ đúng. Hả? Người này nè chị. Mà em nhưng mà nãy em chỉ cái người cái đội nón là em sai rồi. Thế còn em? Đúng hay sai? Nhìn đúng á chị. Hả? Thật lắm. Chị hỏi cổ đi coi là phải cô đó không? Em có phải người này không? Cái người đeo cái khăn á, đúng không em? Nhìn kỹ lại coi. Do hôm nãy nó mét 54. Thì cô lúc mét 54 đó. Này cô này cao mà. Rồi giờ sao? Còn cái đó là cái gì? Cái này quà. Quà thì chừng nào tặng? Trời ơi thiệt. Rồi tặng qua trái tim luôn. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng em. Mất cấp em. Cũng buôn bán thì em thấy gia đình của họ cũng có con nhỏ rồi cũng hạnh phúc. Nên anh cũng muốn kiếm gia đình nhỏ nhỏ. Mất cấp em. Em cũng có món quà để tặng cho anh. Dễ thương quá ha, có hoa, có quà nữa. Rồi giờ mình ngồi xuống đi, mình nói ý nghĩa món quà coi nè. Em tặng quà gì trong này vậy? Coi 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 anh tặng gì với em. Cái gì mà chị nghe có con nhỏ gì trong nữa vậy? Đồ em bé chị. Hả? Ủa sao mới quen bạn gái tặng đồ em bé chi vậy em? Dạ em muốn... Muốn người ta đẻ hả? Không, muốn có được gia đình nhỏ nhỏ. À, vậy cất đi nha Cưng, mai mốt đẻ con nha Cưng. Hy vọng là con em với ảnh. Thế còn bạn gái tặng quà gì cho bạn trai vậy? Mở ra coi đi Cưng. Em tặng cái cà vạt. Rồi có ý nghĩa gì không em? Dạ, tại sao em tặng món quà đó cho anh? Em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt bỏ luôn. Biết thắt cà vạt không? Dạ không. Bạn gái qua thắt cho bạn trai đi bạn gái. Nè đó cầm lên. Rồi qua thắt cho ảnh đi. Hoàng vô thử cái cổ anh coi coi hợp không nè. Tôi thấy cái tướng này cao ráo chắc đẹp lắm nha. Đứng lên cho bạn gái thắt đi em. Cao quá cao. Rồi Hoàng vô. Tôi cũng không biết thắt cà vạt luôn á trời. Tướng này được nha. Tướng ngon à. Đẻ con rồi chân dài lắm à. Ủa thắt cà vạt sao giống thắt khăn hoàng vậy? Chứ em cũng chưa học thắt. Chủ yếu là tấm lòng nha. Dạ. Rồi đẹp trai quá. Về chỗ. Sao em bây giờ thí dụ bạn gái yêu cầu em thắt cà vạt đi ra chợ bán em làm không? Dạ nếu mà bạn gái nếu mà đến nhau thì bạn gái biểu gì thì cũng làm được. Trời ơi sao không hiền vậy? Lấy nhau đến nhau là bạn gái biểu gì làm nấy. Thời buổi giờ em kiếm đâu ra người thật thà ngoan ngoãn biết trả lời mình vậy đâu em. Chị tìm hoài không ra luôn á, chúc mừng em nha. Rồi thôi bây giờ chị chúc mừng hai bạn. Giờ mình tâm sự yêu đương chút xíu ha. Rồi chị Tường mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Đây là món tôm kim sa trứng muối. Trời hấp dẫn quá. Há cảo tôm hẹ và pudding cá chép uyên ương. Ngon miệng nha, giờ ăn giờ vừa tâm sự với nhau. Mạnh dạn lên nha. Trong này em phải hỏi thăm cổ nha. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi Cưng, tự nhiên dạ. Nha. Dạ, chào anh. Em cũng thấy anh như thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền. Thường thì anh đi bán vậy rồi ăn uống đồ sao? Mình có nấu ăn không hay là mình ăn ở ngoài chợ? Thì nói chung anh bán á là ăn ngoài chợ cũng không quen thì anh cũng về nhà anh nấu ăn. Anh nấu ăn anh tự nấu luôn? Dạ tự nấu. Thường những lúc rảnh thì anh làm gì, anh thích làm gì? Thì nói chung là rảnh thì xem phim nghe nhạc. Anh có biết hát không ạ? Có nhưng mình hát nhật mà bolero. À bolero. À, em cũng thích nghe nhạc bolero. Anh có thể hát cho em nghe một bài được không? Anh cũng hát cũng không được hay nên anh chỉ hát một đoạn được. Vì cuộc sống chồng đi rồi sẽ về, tìm hương nồng hơi ấm tình thương,
Vì tương lai chúng mình xây mộng, xa mặt nào có cách lòng đau. Yêu trọn đời chỉ nhẫn vợ anh, có chút hờn ghen tim anh nghẹn ngào. Vợ yêu chồng chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Chồng yêu vợ chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Thường thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Thì anh quan điểm về tình yêu là chung thủy, quan tâm, chia sẻ với nhau. Tại công việc của em thì thường em sẽ phải chụp đêm. Có khi thì lễ Tết em cũng vẫn phải đi chụp. Thì nếu mà quen thì những cái lúc đó giống như là ngày lễ tình nhân mà bạn của anh phải đi làm, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào? Thì anh nếu mà công việc thì anh cũng không có sao hết. Ví dụ như ngày lễ tình nhân đó, ví dụ mà anh rảnh thì anh tới vô em cũng được. Do em đi trực thì vì công việc thì nói chung là anh cũng không có sao hết. Vậy nếu mà anh có quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống không? Thì nếu mà có một lý do để chính đáng mà thì anh sẽ quay lại. Cái gì vậy? Lý do gì quay lại vậy? Mới ép người ta gì phải không? Đừng thấy người ta hiền ăn hiếp nha. Sao không, cái gì mà quay lại? Em chỉ hỏi thôi, nếu mà anh có muốn quay lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hay không thôi. Thì nãy giờ có hỏi gì khác nữa không? Có hỏi về chuyện kết hôn rồi gì chưa? Ví dụ như quen nhau được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chưa chị. Chưa đâu, giờ hỏi đi. Thì giờ nếu mà chúng mình quen nhau á thì cỡ bao lâu là em quyết định được? Khi nào em cảm thấy là tình yêu của mình đủ chín, cảm thấy là anh có thể tạo được niềm tin cho em. Chị thấy cặp đôi này được đó. Bây giờ thì Tường mời hai bạn sẽ bóc những lá thăm của chương trình để cho mình có cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn nha. Mời em trai đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Yêu cầu bạn nôm trả lời 3 câu hỏi do bạn gái đặt ra. Bạn nam hãy trả lời 3 câu hỏi do bạn nữ đặt ra. Rồi em hỏi đi. Và ảnh nhiệm vụ là phải trả lời chân thành, chân thật nhất cho em. Câu hỏi đầu tiên là Tường thì những lúc mà công việc anh có hay nổi nóng, những lúc nào làm cho anh nóng giận? Trong công việc á? Nói chung là trong công việc, là trong gia đình, là khi trong giao tiếp sống trong cuộc sống á, những cái gì mà thường làm cho anh nóng giận? Thì ví dụ như là anh luôn buôn bán á, người ta tới mở hàng á mà người ta cứ lựa hết xong rồi người ta không mua. Rồi tiếp đi em, câu hỏi thứ hai. Thường là anh có người yêu, anh có trải qua hai mối tình rồi, vậy khi mà bạn gái anh giận á thì thường anh làm gì cho bạn gái anh về? Thì nói chung thì giận thì ví dụ như là mua quà tặng hoặc là xin lẩu hoặc cái gì đó. Rồi lúc chia tay có đòi quà lại không? Không. Anh này có vẻ cũng hào hoa lắm nè, chịu chơi lắm nè, có nhiêu chơi nhiêu nè. Được, tính này tôi thích á. Rồi câu hỏi thứ ba. Thường thì ở nhà anh có hay chăm sóc mẹ anh không? Anh đi làm thì anh có hay mua đồ cho mẹ anh không? Thì cũng có. Thì lâu lâu anh về đó thì anh cũng mua quà hoặc mua gì đó, mua quần áo hoặc là đủ như mua sữa hoặc đưa tiền cho mẹ. Rồi xong phần bạn gái xong ha. Rồi tới mời em bóc một lá bài. Anh rằng là tôi chấm cái màn nhiệt tình với chịu chơi nè. Rồi đọc lớn anh coi. Yêu cầu bạn gái kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam. Đó. Rồi cái này dễ quá mà. Hãy kể ra 5 điểm nào mà em thích nhất ở bạn nam. Đừng nói không thích gì nha. Đầu tiên là sự thành thật. Thành thật. Nên sống tình cảm. Tình cảm. Biết quan tâm tới người khác và... Biết quan tâm. Ngoại hình anh thì dễ nhìn. Cao ráo ha. Dạ. Cái cuối còn cái gì nữa không? Cái gì thích của ảnh nữa không? Mặt cười cười lên tươi tươi chút coi, người ta đang nhận xét mình mặt nghiêm trọng quá. Chứ anh cũng nhát giống em. Anh cũng nhát giống em là em thích đó hả? Trời đất ơi, cặp đôi này tôi không hiểu sao luôn à. Mà dễ thương á nha, chị thấy là hợp lý đó. Rồi bây giờ chị Tường cho thêm hai bạn cơ hội nữa nè. Ảnh hơi nhát, em cũng hơi nhát. Bây giờ hai người nhìn nhau 30 giây. Bây giờ giơ cái tay qua khỏi trái tim nó đi. Xin phép cổ cho nắm tay cổ một cái. Tôi cho hai người nắm tay 30 giây, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, trước khi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nắm tay 30 giây xong, mỗi người phát biểu một câu một thôi. Muốn nói cái gì nói một câu. Rồi chúng ta lấy tay ra và đặt tay vào nút bấm. Mời hai bạn. Dạ, cho anh xin phép nắm tay. Rồi, cảm nhận đủ thì mình nói. Em cho anh cơ hội để chăm sóc và quan tâm em được không?
hỏi ép tôi vô thế quá. Được rồi, ngồi xuống, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại ha. Sau khi về Tường đếm 3 tiếng, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm thật mạnh. Không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Đây là cái lúc quyết định quan trọng nha. Nhiều người sẽ chứng kiến cái giai đoạn này. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, sao em không nhấn nút? Em có nhấn mà. Sao em nhấn mà không vô? Em có nhấn. Giờ muốn nhấn lại không? Hay là thôi? Em nhấn lại. Nhấn lại thì nhấn vô đi. Trời ơi là trời. Cũng nhấn nhưng mà tôi thấy cái thai cũng để mà ủa rung 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 mà nó không vô cái nút. Rồi mời hai bạn đứng về một phía. Nắm tay nhau đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh xin phép cho anh hôn em cơ. Dạ. Hơi cao ha, mỗi lần phải cúi xuống hơi mỏi lưng à. Rồi chúc mừng hai bạn. Em tên là Trần Thị Lễ Hồng. Em sinh ngày 28 tháng 10 1995. Rồi. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi, chị Hồng đang ở quận 7. Dạ, em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng? Là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chứng các bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhà. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng có một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Xe bất động sản hả? Rồi, em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động lắm. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Đó, có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê gì không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng đúng, bình thường. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục là sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Có con gì không? Dạ không có con. Không có con? Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo anh. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay sao? Có khám được chưa? Có khám, nếu như mà sinh được thì phải điều trị.
là em bị gì, có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Thì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó, anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn như thế nào nè? 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên tới 50 luôn được không? Bạn bạn có quê trở lại chị? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một bệnh á thì mình đi về quê nhiều lúc thấy cho nó phù hợp mình xíu, lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một lần. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly hôn, ảnh ly hôn á, ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó là như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ. Nếu em có con thì được. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Điều trị được đó. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với đã nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi em có tài lẻ gì không, ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con gái rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu trong thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác, do em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn, chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều, mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Cái số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn hết, không hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu, được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm.
năm thì người yêu là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xe bất động sản. À. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập việc thay em ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ, ok. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình được tốt thôi. Rồi. Ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi, xong rồi, cảm ơn em. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. À, mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thì nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. À. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết, rồi trong vấn đề con cái cũng vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói, cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị nói con chị nói như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không. Tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần.
Nhưng mà trước giờ là không 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 hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là mình chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán, xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị bây giờ chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu. Chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 Còn điểm gì nữa, đặc biệt hơn nữa, cụ giùm thể hơn nữa? cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng quen xa được không? có gia Dạ vâng. trưởng nha. Chị có thể quen xa được không? Xa Vâng. ha, cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào nghĩ là phù hợp với mình? Kinh Tại nhiều doanh khi bọn hoặc em không. là kinh doanh hoặc là làm quản lý. Kinh doanh hoặc là quản lý. Rồi. Có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn là đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em, Chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? đúng rồi, của chị. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai đó không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác Nhưng mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có Dạ. xăm hình Chị có xăm hình. đúng rồi, Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? được không sao, nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà, Không quá đà. Rồi. đừng có nghiện, đừng có nghiện. Rồi. Ok.
Chụp hình thì bình thường mà. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ em cảm ơn Rồi. chị đã tìm người phù Rồi. hợp chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi, chào em. Chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.